Xin chào các bạn hâm mộ làm tốt cầu Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Điểm tin bóng đá Nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin chiều tối ngày hôm nay 30 tháng 12 Mời các bạn cùng đón nghe Các bạn thân mến trong phần tin tối ngày hôm nay Mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây Trợ lý từ Việt Nam khẳng định Chỉ Việt Nam mới đủ ngăn cản Thái Lan những cái phụ sáng giá của tuyển Việt Nam tại AFF Chuyên gia Indonesia khuyên đội nhà không nên mơ ngược dòng trước Thái Lan HLV Park cần gì để nâng cấp hàng công? Mời các bạn cùng đón nghe Trợ lý HLV Park khẳng định chỉ có Việt Nam mới đủ để cắn bước Thái Lan Các bạn thân mến, sau khi trận đấu chung kết đợt đi giữa Thái Lan và Indonesia kết thúc Thì chia sẻ trên trang cá nhân, trợ lý của HLV Park đã bày tỏ Ngồi xem trận chung kết cảm giác là không dễ chịu chút nào 4-0 cho Thái Lan tiếc thật sự cho Việt Nam nhưng hy vọng Đông Nam Á sẽ cùng nhau phát triển. Thật đúng là ngồi xem một trận chung kết mà không có đội tuyển Việt Nam thực sự là không phải điều dễ dàng. Nhưng ở vị trí của khán giả thì chúng ta sẽ công tâm hơn vơi đi những cảm xúc khi đội nhà thi đấu. Cũng vì vậy mà trợ lý Lê Huy Khoa đã chia sẻ rất nhiều ý kiến về trận đấu này. Trước thế trận nghiêng hẳn về phía tra thiếp và các đồng đội thì trợ lý Lê Huy Khoa cho rằng Nói thật vào lúc này chỉ may ra Việt Nam mới đủ thực lực để chơi ngang ngửa với Thái Lan hoặc là gây khó khăn cho họ. Theo ông Lê Huy Khoa, ông cũng dành lời khen ngợi cho tiền vệ đội trưởng của tuyển Thái Lan. Nhìn tra thiếp đá mà chỉ mong Quang Hải, Hoàng Đức và các cầu thủ Việt Nam cũng được ra nước ngoài thi đấu. Còn nhớ ở trận bán kết lượt về, Hoàng Đức đã khống chế rất tốt, không để cho tra thiếp có cơ hội gây nguy hiểm cho hàng thủ của tuyển Việt Nam. Rất nhiều quan điểm được đưa ra trong bối cảnh Indonesia không thể chống đỡ trước những mũi tấn công nguy hiểm và lối chơi gắn kết đầy sức mạnh của Thái Lan. Theo kế hoạch thì tuyển Việt Nam sẽ phải nước vào sáng ngày mai 31 tháng 12. Như vậy là trợ lý Lê Huy Khoa cùng thành viên ban huấn luyện sẽ phải xem trận lượt về tại khách sạn trong thời gian cách ly y tế. Chuyên gia Indonesia khuyên đội nhà không nên mơ ngược dòng trước Thái Lan. Các bạn thân mến, theo chuyên gia bóng đá Indonesia Aris Budi thì đội nhà nên chỉ đặt mục tiêu ghi bàn danh dự ở trận chung kết lượt về áp cấp. Hãy tạm quên vô địch đi. Huấn luyện viên Alex Budi, người từng vô địch giải quốc gia Indonesia với câu lạc bộ Persik Kediri, đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ vào tối ngày hôm qua, 29 tháng 12. Vì này nói tiếp, ở tình thế này, Indonesia không nên nghĩ về cú lội ngược dòng. Tốt hơn hết, thầy trò ông Sinayang nên đặt mục tiêu ghi bàn. Thắng 1-0 hoặc 2-0 ở lượt về có thể xua tan nỗi đau từ lượt đi. Như đã biết là Indonesia thảm bại 0-4 dưới tay Thái Lan ở trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày hôm qua. Vì thế mà họ phải thắng cách biệt 5 bàn ở là trận lượt về để đoạt chức vô địch lần đầu tiên. Indonesia trước đó thua cả 5 lần vào chung kết, bao gồm 3 lần trước Thái Lan. Chuyên gia người Indonesia cho biết tiếp, Chúng ta không cần thay đổi chiến thuật, vấn đề của họ là tinh thần. Đội tuyển đã tạo ra các cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Họ dường như là bị căng thẳng về tâm lý, Indonesia có thể uy hiếp hàng thủ của Thái Lan ở trận lượt về và đặt mục tiêu là có bàn thắng. Chúng ta sở hữu đội hình trẻ nhất ở áp cấp với trung bình là 23,7. Những cầu thủ nổi bật của chúng ta như tiền vệ Witan Suleiman, Ramak Irianto và hậu vệ Aslavi đều thuộc lữ U23. Trong trận chung kết lượt đi, đội bóng xưa giải bản đảo đã mất thế trận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ để cho Thái Lan ghi bàn ở phút thứ hai và sụp đổ với ba bàn trong hiệp 2. Theo chuyên gia Indonesia trên thì cơ hội thắng cách biệt của Indonesia ở chung kết là rất nhỏ nhưng vẫn phải cố gắng thực hiện để đền đáp niềm tin từ người ấm mộ. Ông nói, chúng ta không còn gì để mất, chúng ta cần loại bỏ áp lực và chơi công hiến ở trận cuối cùng. Những cái phụ sáng giá của tuyển Việt Nam tại Áp Cup Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam của chúng ta tham dự Áp Cup với tư cách là nhà đơn kim vô địch và là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup dù được kỳ vọng là sẽ bảo vệ thành công ngôi vương, Xong thì đoàn quân áo đỏ đã phải dừng bước tại bán kết. Giải đấu trí thức khép lại với chúng ta. Xong tại AF Cup lần này thì nhiều cái tên được xem là kép phụ đã có cơ hội thể hiện mình. Đầu tiên là Hà Đức Trinh, Ngồi nổ đáng mong đợi của đội tuyển Việt Nam. Trước thềm trận tái đấu với tuyển Thái Lan tại bán kết lượt về AF Cup, thì luyện Park Seo đã gây bất ngờ khi tung ra một đội hình với bộ đôi tấn công là Tiến Linh, Đức Trinh đã từ kỳ SEA games. Năm 2019, bộ đôi này mới tái hợp cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Tân binh của câu lạc bộ Bình Định được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cội đá chính. Sự kết hợp giữa Đức Trinh và Thiên Linh đã trở thành món quà đặc biệt mà Hyundai Packers dành tặng cho người Thái. Sự can lướt và thể lực dồi dào chính là yếu tố nổi bật của Đức Trinh. Anh thi đấu sòng sáo và thường xuyên là điểm đến của những đường truyền vượt tuyến từ Hoàng Đức ở trận bán kết lượt đi, Đức Trinh sau khi được tung vào sân đã cùng Tiến Linh tạo ra nhiều cơ hội. Để rồi ở trận bán kết lượt về, tiền đạo người Phú Thọ đã chơi cực kỳ ấn tượng, khiến cho hàng thủ Thái Lan nhiều fan phải khốn đốn. Tiền đạo này thường xuyên khuấy đảo hàng thủ đối phương và là điểm hút người để cho Tiến Linh có khoảng trống ở phía sau lưng. Những đường truyền vượt tuyến từ Quang Hải hay Hoàng Đức rót xuống sau lưng những cầu thủ bóng ngự Thái Lan. Thứ hai, Hồ Tuấn Tài, nguồn cảm hứng nơi hành lang cánh sau dấu ấn để lại tại vòng loại thứ ba World Cup, Hồ Tuấn Tài tiếp tục chứng minh vì sao mình xứng đáng được lựa chọn đá chính thay thế cho Văn Thanh. ở trận đấu trước là và Campuchia, hậu vệ của Bình Định đã kiến tạo cho Văn Đức và Bùi Tiến Dũng đánh đầu ghi bàn bằng những đường tạt bóng chính xác. đây là điều mà Văn Thanh và Hồng Duy vẫn chưa thực sự làm tốt ở giải này. cùng với Đức Trinh, Tuấn Tài chỉ được Hulaypaksr trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Văn Thanh ở phút 76 trong trận bán kết lượt đi. Nhưng như vậy là đủ để cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội đá chính ngay từ đầu trong trận bán kết lượt về nhằm thực hiện kế hoạch luận ngược dòng trước Thái Lan. Đối đầu với Thon đầy tinh quái và không kém phần khó chịu, tấn tài đã ít nhiều khắc chế được hậu vệ này. Với chiều cao ấn tượng, ngôi sao sinh năm 1997 cũng là điểm đến của những quả tạt bóng trong các tình huống cố định. Và nếu như may mắn hơn thì tấn tài đã có cho mình một bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ nhất trước Thái Lan và nhân tố cuối cùng là Thành Trung, mảnh ghép mới ở hàng phòng ngự. Điểm sáng tiếp theo nơi hàng thủ đó chính là trường hợp của Nguyễn Thành Trung. Với việc đình trọng chấn thương, Duy Mạnh chưa thể trở lại, cơ hội đá chính đã thuộc về hậu vệ trẻ của Hà Nội FC. Không phụ lòng tin tưởng của ông Park Hang-seo thì Thành Trung đã chơi tròn vai và khóa lấp được khoảng trống mà những người đàn anh đã để lại. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup chính là trận đấu mà Thành Trung chơi hay nhất. Dù phải đương đầu với một đối thủ khó nhằn Cùng tính chất quan trọng của trận đấu, hậu vệ trẻ này vẫn giữ được tinh thần thoải mái và sự tập trung trong từng đường bóng. Anh có hàng loạt những pha can thiệp kịp thời để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam trước những cái tên vô cùng tinh quái của tuyển Thái Lan. Có thể nói rằng là bộ ba kẻ trên chính là những người bất ngờ mà ông Park Hang-seo dành tặng đến người Thái trong trận đấu phân định tấm vé vào chung kết. Và dù kết quả là đã ngã ngũ nhưng Việt Nam Việt Nam không thể bảo vệ thành công ngôi vương, nhưng ít nhiều vị chiến lược gia Hàn Quốc đã để lại dấu ấn với việc là khai sáng những quân bài mới. Huấn Park viên cần gì để nâng cấp hàng công cho tuyển Việt Nam? Các bạn thân mến, trong khi hàng thủ chơi phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng thì hàng công của đội tuyển Việt Nam lại mang tới cơn đau đầu cho ông Park Seo khi cho thấy nhiều khiếm khuyết tại áp cấp lần này. Thất bại tại áp cấp là bước lùi của đội tuyển Việt Nam So với 3 năm trước thì thầy chó Park Seo vô địch AFF Cup với 8 trận bất bại. Màn trình diễn ở Singapore cho thấy toàn đội đã có nhiều nhược điểm. Phần lớn trong số đó đến từ ở hàng công. Tại AFF Cup 2021, Việt Nam ghi 9 bàn nhưng 6 trong số đó là vừa lưới Lào, Campuchia. 3 bàn còn lại được ghi trước Malaysia, đội bóng chỉ có 19 cầu thủ lành lặn và mất gần hết dàn cầu thủ nhập tịch. 3 trận còn lại Indonesia và Thái Lan, hai lượt bán kết, Việt Nam không ghi bàn nào và trả giá vì hiệu suất yếu kém. Hàng phòng ngự là rất quan trọng nhưng để chiến thắng không thể không ghi bàn. Vấn đề của tuyển Việt Nam trước tiên nằm ở phong độ của các chân sút. Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng phân tích: Tiến Linh ở giải này chơi không tốt đã ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đang nói là ở đội tuyển Việt Nam chỉ có mình Tiến Linh chơi được vị trí tiền đạo cắm nên ông Park Seo gần như là không còn lựa chọn nào khác. Tiến Linh ra sân 6 trận nhưng chỉ ghi bàn ở một trận Khác với vòng loại World Cup, Tiên Linh gặp khó khăn khi phải xoay sở trước hàng thủ số đông và bị kèm rất chặt nên không thể hiện được khả năng tì đè, cắt mặt và chạy chỗ sở trường. Tuy nhiên thì trách riêng Tiên Linh cũng không công bằng cho anh. Nhìn cái cách Thái Lan giải quyết Indonesia vấn đề tấn công. Khi chân suốt chủ lực Tia Sinanda không ghi bàn, Thái Lan vẫn có những ngồi nổ như Cha Thip, Supachok để chờ đợi. Tương tự, Indonesia đã nã vào lưới Singapore dù tiền đạo Ezra bị phong tỏa bởi ông có Ifan Zaya hay Evan Dimas, sắc sảo tỏa sáng không kém. Tại A-Cup năm nay thì khi các ứng viên vô địch đã rất am hiểu nhau, việc các tiền đạo bị kèm chặt là chuyện bình thường. Các huấn luyện viên phải xây dựng nhiều phương án đa dạng bài vở tấn công để cho các vị trí có cơ hội ghi bàn. Đó là điều mà ông Manuel Pulking và ông Sinayang đã làm rất tốt. Trong khi đó, Việt Nam thiếu ý tưởng ở những trận quan trọng Trước Indonesia, các cầu thủ chùn chân khi đối thủ đá rắn phòng ngự số đông. Hiệp 1 ở trận lượt đi với Thái Lan, sự thận trọng khiến cho Việt Nam bị bóc nghẹt ở các pha phản công. Đến trận lượt về, ông Park seo từ bỏ lối chơi trung lộ đang rất hiệu quả ở hiệp 1 để đá bóng dài trong hiệp 2, vốn không phù hợp với nhân sự trong tay. Khó khăn trong khâu ghi bàn của đội tuyển Việt Nam đến từ nhiều nguyên nhân. Việc V-League bị hủy giữa chừng khiến cho nhiều cầu thủ không thể duy trì cảm giác chơi bóng Đơn cử như trường hợp của Quang Hải chỉ đá 9 trận ở đội Hà Nội trong năm 2021 bằng gần nửa con số 23 trận của Cha Thiếp Sông Quang tại câu lạc bộ Kosovo Sapporo. Thi đấu ít ở câu lạc bộ còn ở đội tuyển, việc Việt Nam phải gồng mình phòng ngự ở vòng loại thứ ba World Cup cũng khiến cho các cầu thủ tấn công ít có bóng để thực chiến những mảng miếng phối hợp. Nhưng bên cạnh yếu tố khách quan, có lẽ ông Park cũng cần điều chỉnh lại hệ thống tấn công. Việc nhà cầm quân người Hàn Quốc vét cạn hàng tiền đạo nhưng vẫn phải đá bóng dài trước Thái Lan cho thấy là dường như đội tuyển đã hết bài. Có lẽ thay vì trông thành với nhóm 4 đến 5 cầu thủ quen thuộc, ông Park seo nên làm mới hàng công, mở rộng quỹ lựa chọn cầu thủ để đa dạng màu sắc cho vị trí vốn cần nhiều sự sáng tạo và cảm hứng, đồng thời tạo ra sức ép để cạnh tranh cho thúc đẩy nhóm cầu thủ cũ để lấy lại phong độ. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, 30 tháng 12. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những bản tin tiếp theo.